Lê Giang Bạc Hoàng, nghệ sĩ Mỹ Uyên cùng giới showbiz buồn rủng nhận tin đàn anh gạo cội ra đi vì Covid-19. Sáng ngày 31 tháng 7, gia đình nghệ sĩ ưu tú Khải Hoàng thông báo ông vừa trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Nam nghệ sĩ Tài Hoa ra đi sau khoảng 3 tuần chiến đấu với Covid-19, hưởng thọ 68 tuổi. Vì có nhiều bệnh nên, nên sức khỏe của ông không tiến triển, dù được gia đình, đội ngũ y bác sĩ tận tình cứu chữa. Thông tin này trở thành cú sốc lớn với văn nghệ sĩ cả nước, đặc biệt là trong giới cải lương tuồng cổ. Nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc đau xót viết trên trang cá nhân. Vĩnh biệt danh cầm nghệ sĩ ưu tú Khải Hoàng, một mình chú lặng lặng rời xa cõi tạm để đi về bên kia thế giới. Tiếng đàn của chú xưa đã nâng bổng biết bao nhiêu lời ca để người nghệ sĩ thăng hoa. Và rồi khi hay tin, có một người đồng nghiệp nào đó vĩnh viễn ra đi, chú lại xuyên đêm, đàn để tiện việc lần cuối ấy vậy mà, giờ đây tiếng đàn của chú cũng sẽ được ngân lên. Nhưng lại tiện đưa chính chú về nơi miền xa thẳm. Con sẽ nhớ chú, một người nghệ sĩ tài hoa và hiền hậu, vĩnh biệt chú. Ca sĩ Nguyễn Khắc Huy, nghệ sĩ Lê Giang, nghệ sĩ Mỹ Uyên, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long, cùng rất nhiều đồng nghiệp, nghệ ngào tiễn biệt nghệ sĩ Khải Hoàng. Đồng thời gửi lời chia buồn đến Gia Quyến. Vì dịch bệnh phức tạp, thành phố Hồ Chí Minh lại đang trong thời gian giãn cách xã hội nên tang lễ của ông không thể tổ chức. Bạn bè thân hữu gần xa cũng không thể đến thăm viếng được. Nghệ sĩ ưu tú Khải Hoàng, sinh năm 1953, là gương mặt gạo cội của nghệ thuật nước nhà. Ông thành danh sớm, ghi dấu ấn hầu hết các sân khấu cải lương Nam Bộ. Nghệ sĩ ưu tú Khải Hoàng cũng là nhạc sĩ khiếm thị. Có rất nhiều tác phẩm để đời, tầm ảnh hưởng của ông với cải lương tuần cổ rất lớn. Nhiều vở diễn do nhạc sĩ Khải Hoàng chỉ huy đã giành nhiều huy chương tại các hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc. Dù năm nghệ sĩ đã ra đi, nhưng tiếng đàn của ông vẫn luôn trường tồn trong lòng anh chị em đồng nghiệp và khán giả yêu cải lương tuần cổ. Phần thông tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Và quý vị ơi, quý vị cũng đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng cách like và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!